Xin chào quý anh chị nhà đầu tư, chào mừng quý anh chị quay trở lại với kênh Ichimoku Club và em là Thanh Huyền. Đây là cái video mà em Huyền gửi đến cho quý anh chị nhà đầu tư mình sau phiên giao dịch anh chị nha, để mà chia sẻ và phân tích về mã cổ phiếu DIG và DG. Thì chúng ta thấy là trong phiên giao dịch ngày hôm nay, thị trường chúng ta đã có cái tín hiệu điều chỉnh sau cái đà tăng bật gáp ngày hôm qua anh chị nha. Tuy nhiên những cái sự điều chỉnh này thì đã view trước cho anh chị rồi. Và nếu anh chị theo dõi em cũng như là anh chị đang ở trong những cái room trải nghiệm đấy, thì anh chị sẽ thấy là em Huyền đều view cho anh chị là thị trường chúng ta nó vẫn sẽ có những cái phiên rung lắc điều chỉnh rũ bỏ rồi nó mới lên tiếp bền vững được. Và khi nó đang vượt được cái vùng ngưỡng cản 1205, vùng cản giao găm cứng trong khung tuần, thì nó vẫn sẽ có những cái nhịp retest trở lại. Nên là anh chị mình cũng đừng lo lắng quá, đừng đu mua những cái phiên xanh tăng mạnh, đúng không ạ? Ok, thì anh chị có thể check lại ha. Em sẽ check lại cho anh chị trong cái room này. Đây anh chị thấy nè, VN-Index tiếp tục đà hưng phấn tăng điểm về vùng 1230-1250, sau đó thì retest lại. Thì hôm nay tăng điểm về quanh loanh quanh cái vùng giá 1230 anh chị nhá, và đã có cái sự retest trở lại rồi. Và chiến lược của chúng ta trong giai đoạn này là như thế nào ạ? Vẫn chốt lời dần theo chiều lên và luôn luôn giao dịch phòng thủ, không FOMO mua đuổi giá xanh anh chị ha, và chỉ canh mua những cái phiên rung lắc điều chỉnh đỏ, đúng không? Thì khi mà thị trường hôm nay nó đang có những cái tín hiệu điều chỉnh rồi và các mã cổ phiếu nhóm bất động sản cũng vậy, thì chúng ta hãy chuẩn bị tiền để có thể gom mua được những cái phiên nó điều chỉnh, những cái vùng giá mua để mà đem lại cái vị thế đẹp cho anh chị nha. Ok, thì hôm nay thị trường chúng ta đóng cửa ở vùng giá 1230.4, sorry anh chị, để em loát lại ha. Đóng cửa vùng giá 1217.56 anh chị nha. Giảm 5.34 điểm, tương đương 0.44% trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Và số mà giảm thì nó đã áp đảo hoàn toàn số mà tăng rồi. Và thanh khoản thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay rơi vào là 26.400 tỷ riêng trên sàn HOSE thôi anh chị ạ. Và tổng 3 sàn là 32.500 tỷ. Đấy, thị trường tiếp tục rơi vào những cái phiên giao dịch tỷ đô, dòng tiền quá mạnh mẽ, đúng không? Tuy nhiên thị trường chúng ta nó đi lên thì nó sẽ có những cái phiên rung lắc rũ bỏ, nó chạm những cái vùng cản trên này, và khi anh chị thấy là nó vượt cái vùng cản giao găm khá cứng trong khung tuần ở đây, thì nó sẽ có những cái nhịp retest trở lại để mà retest lại cái vùng cản giao găm này, chứ không phải là nó vượt một phát là nó sẽ đi lên tiếp và đi lên thẳng cho anh chị. Anh chị không có cơ hội để mà tham gia vào đâu, em đã nói rất nhiều trong những cái kịch bản view trước phiên giao dịch cũng như là trong những cái room Zalo, đúng không? Anh chị nào mình chưa đăng ký vô room Zalo mở thì anh chị đăng ký vô anh chị nhá. Trong room này em Huyền sẽ chia sẻ cập nhật nhanh tín hiệu thị trường, diễn biến của thị trường cũng như là cập nhật những cái mã cổ phiếu tiềm năng, những cái key đầu tư, và có chia sẻ những cái mã cổ phiếu, những cái tín hiệu anh chị có thể tham gia được nữa anh chị nhá. Và em đang chuẩn bị rất nhiều mã cổ phiếu rồi. Ngày mai chúng ta sẽ có thể lên tàu, có thể gom hàng giá rẻ được anh chị nha. Nên anh chị mình hãy tham gia vô room Zalo mở để mà em Huyền có thể chia sẻ cho anh chị. Tuy nhiên đối với quý anh chị nào mình chưa có người hỗ trợ đồng hành cùng mình trên cái chặng đường đầu tư để mà tham gia kịp thời những cái vùng giá mua đẹp thời điểm phù hợp, thì liên hệ ngay với em, mở tài khoản tại công ty chứng khoán VBS hoặc chuyển ngay ID về em anh chị nha. Ok, sẽ chia sẻ cho anh chị một cái mã cổ phiếu rất đem lại lợi nhuận rất là cao, đó là mã cổ phiếu VCG. Đây là một mã cổ phiếu mà em đã cho gom từ cái vùng giá 20.6 đến 21.2, và ngày hôm nay đã cho chốt bớt một phần, phần còn lại vẫn tiếp tục nắm giữ. Và VCG nó đang trúng thầu sân bay Long Thành rồi anh chị nhá, đã có cái thông tin xác nhận là liên doanh của VCG đã trúng thầu cái sân bay Long Thành. Thì mã cổ phiếu này cái dư địa, cái tiềm năng nó vẫn sẽ tiếp tục tăng thôi anh chị ạ. Tuy nhiên nó đang chạm cái vùng cản giao găm trong khung tuần đây, thì em cũng cho chốt bớt một phần, tại vì cái lợi nhuận cũng rơi vào 30%+ rồi. Anh chị thấy không, thành quả quá xứng đáng cho cái quá trình chúng ta kiên trì, đúng không? Nên trong đoạn này anh chị cần có chiến lược đầu tư và cái sự kiên trì anh chị nha. Đây anh chị có thể thấy là đối với mã cổ phiếu VCG, đây cho mua ngày 26 tháng 6 anh chị nha, 26 tháng 6 nhạc này, DG, HSG, NKG, VCG, và nó đều tăng rất là tốt trong những cái phiên giao dịch gần đây. VCG phiên ngày thứ 6 vừa rồi, khi mà nó có những cái sự rung lắc điều chỉnh, và cũng có những cái lời khuyên cho anh chị là anh chị đang nắm giữ, anh chị vẫn tiếp tục view theo nắm giữ, nó chưa vi phạm gì, tiếp tục nắm giữ và mã cổ phiếu này sẽ lên tiếp. Đấy, thì hôm nay là cái minh chứng cho cái điều em nói, đúng không? Và em đã cho chốt nhẹ nhàng 33.7% trong phiên giao dịch ngày hôm nay anh chị nhá. Đấy, nên là anh chị nào mình muốn có những cái view đầu tư nó
tốt và nó lợi nhuận cao như thế này thì anh chị tham gia vô trở thành khách hàng của em Huyền anh chị nha. Anh chị chỉ cần có tài khoản tại công ty chứng khoán VBS thôi, có tài khoản rồi thì chuyển ID về là được ha. Ok. Thì thị trường chúng ta em sẽ view sơ qua thị trường thôi. Còn cái việc mà đi sâu hơn về cái diễn biến thị trường thì ngày mai em sẽ tư vấn kỹ cho anh chị trong cái buổi livestream 8 giờ 15 phút ngày mai chị nha. Còn video này thì em sẽ chủ yếu phân tích về hai mã cổ phiếu DXG và DG và cái vùng giá mà chúng ta có thể tham gia được ha. Thì đối với thị trường hiện tại nó đang có những cái vùng hỗ trợ bên dưới là quanh cái vùng giá 1212 1213 và sâu hơn đó là vùng giá 1207 1208 thì khả năng thị trường nó sẽ có cái nhịp điều chỉnh rũ tiếp về quanh cái vùng giá 1212 1213 này, sau đó nó hồi phục nhẹ trở lại rồi nó lại có những cái nhịp rũ bỏ tiếp về quanh vùng 1208, sau đó nó đi lên tiếp anh chị ha, thì nó vẫn sẽ có những cái sự rung lắc rũ bỏ để mà rũ bỏ bớt tâm lý nhà đầu tư cũng như cơ hội để mà chúng ta lên tàu. Anh chị nào mà đã theo dõi em Huyền thì anh chị đã chuẩn bị sẵn cái tâm lý thị trường nó sẽ có nhịp điều chỉnh đúng không, và chúng ta đều chờ những cái nhịp điều chỉnh này để mà tham gia vào lại các mã cổ phiếu đã có sẵn cũng như là lên tàu đối với những cái mã cổ phiếu anh chị đã lỡ tàu đợt trước ha. Ok, thì trong video này em phân tích về hai mã cổ phiếu đó là DG và DG anh chị nha. DG anh chị cũng có thể thấy là mã cổ phiếu này thì bên em đã mua từ những cái vùng giá dưới này loanh quanh cái vùng giá 21.8 22.5 là đã cho gom rồi. Hiện tại con này nó kéo một nhịp lên đây ha, và nó vượt được cái vùng đỉnh này và nó đi lên tiếp này, thì khi nó đã đi quãng một cái quãng khá xa rồi, nó cũng giống thị trường anh chị, khi mà nó đã tăng mạnh tăng nóng thì nó vẫn sẽ có những cái nhịp điều chỉnh để mà rũ bỏ tâm lý nhà đầu tư cũng như là để tái tích lũy trở lại sau đó tăng tiếp. Thì cái dư địa tăng của nó có không? DG chắc chắn là dư địa tăng nó vẫn sẽ có, và cái target của nó anh chị nha sẽ là vùng giá target tiếp theo ha, là vùng giá 30 đến 40 30 40 là những cái target tiếp theo của DG, và dài hạn hơn nữa con này có thể lên đến cái vùng giá 56 ở trên này luôn anh chị nha, đối với DG đấy. Tuy nhiên cái vùng giá mua chúng ta cũng phải tham gia vào những cái vùng giá mua hợp lý để mà chúng ta chấp nhận được cái sự rung lắc trong ngắn hạn đúng không? Nên là đối với DG hiện tại nó đang có những cái sự rung lắc điều chỉnh này. Thì anh chị mình có thể thấy là mã cổ phiếu này nếu nó rũ bỏ thêm về loanh quanh cái vùng giá 24.4 ha, 24.4 và từ cái vùng giá hiện tại này rũ thêm về vùng giá 24.4 đến sâu hơn nữa có thể về đến cái vùng giá 23.6 ở dưới này, anh chị vẫn có thể rải ra gom dần cho em. Tuy nhiên trong thời điểm này chúng ta, đối với anh chị nào mà mở mua mới ấy, thì chúng ta cần phải rải lệnh ra để mà gom dần theo chiều xuống và chú ý cái tỷ trọng của mình tham gia anh chị nha. Anh chị có thể tham gia ở cái vùng 24.9 này một phần trước, sau đó nó rũ thêm anh chị tham gia tiếp, chứ chúng ta không nên tham gia all in vô một cái vùng giá, bởi vì khá nhiều anh chị nha, đối với các mã cổ phiếu như Novaland đi, nhiều anh chị lỡ all in những cái vùng giá loanh quanh vùng giá 18.5-19 đi, chúng ta đã mất đi một cái lợi về giá rồi đúng không? Đấy, anh chị thấy là trong đoạn này cái vùng giá mua đó là quan trọng, và cái việc mà chúng ta đi vốn nó cũng quan trọng không kém anh chị nha. Thì đối với mã cổ phiếu DG này, từ cái vùng giá hiện tại ngày mai nó có rũ thêm về quanh với vùng giá 24.4 hoặc là thêm về cái vùng giá 23.6, anh chị vẫn có thể gom dần được cho em, bởi vì dư địa tăng và cái target của mã cổ phiếu này sẽ lên đến cái vùng giá 30 đến 40 và xa hơn có thể lên đến cái vùng giá 56 anh chị thấy không? Đấy, và chuẩn bị nó vượt khỏi cái vùng mây khung tuần này thì nó sẽ rất tích cực trong trung hạn này chị nhá. Nó vượt hẳn cái vùng mây trong khung tuần này thì nó khá thoáng trong khung tuần, thì target tiếp theo nó tìm đến sẽ là vùng giá 30.532 và xa hơn có thể lên đến những cái vùng giá 40-45 anh chị nhá, đối với mã cổ phiếu DG ha. Đấy, thì em luôn có những cái khuyến nghị cho anh chị trong cái giai đoạn này, đó là chúng ta cần phải giao dịch phòng thủ cũng như chỉ mua những cái phiên rung lắc điều chỉnh đỏ, chứ không nên đu vô những cái phiên xanh tăng mạnh. Nếu anh chị lỡ đu đi, ví dụ như DG phiên ngày sáng hôm nay nó vẫn đang có những cái nhịp tăng kéo lên quanh vùng giá 26.1, nếu anh chị lỡ đu vô vùng giá này có phải là anh chị bị mất đi cái lợi về giá của chúng ta và rủi ro chúng ta nó nâng cao lên rồi đúng không anh chị? Nên là chúng ta cần phải chú ý cái tỷ trọng này, cái việc đi vốn này, thứ hai là cái việc mà chúng ta tham gia vùng giá mua anh chị nhá. Và chiến lược tham gia trong giai đoạn này đó là mua đỏ bán xanh, không làm ngược lại anh chị nhá. Anh chị làm ngược lại thì anh chị rất dễ
bị rủi ro trong giai đoạn này, từ lãi thành lỗ này, rồi từ đang có tiền để mà mua gom những vùng giá đẹp lại đi mất cái khoản tiền mua từ mua vào những cái vùng giá nó không có lợi về giá anh chị nha. Ok, thì đối với mã cổ phiếu DG, anh chị thấy là nó đang có nhịp điều chỉnh rũ bỏ rồi, thì khả năng ngày mai nếu nó có rũ thêm anh chị nha, từ vùng giá hiện tại nó rũ thêm về quanh cái vùng giá 244, thậm chí là vùng giá 236, đây là những cái vùng hỗ trợ của DG trong ngắn hạn, anh chị vẫn có thể gom dần được anh chị nha. Và target tiếp theo của nó là những cái vùng giá 30.5, 32 và xa hơn có thể lên đến những cái vùng giá 40-45 anh chị nha. Ok, đối với mã cổ phiếu DG ha. Tiếp theo về mã cổ phiếu DG, thì đối với mã cổ phiếu DG nha, là một cái mã cổ phiếu mà room khuyến nghị của em Huyền đã cho gom từ những cái vùng giá dưới này. Đây anh chị check lại này, cho gom vài vòng rồi anh chị nha, chứ không phải là từ ngày 26 tháng 6 đâu nha. Đối với DG này, DG này. Đây. Ok. Tại vì em chụp cái hình từ room khách hàng nên là tìm nó hơi lâu một xíu. Ok. Này, Novaland thì vẫn đã cho gom những cái phiên trước này, càng gần 16 anh chị thấy không? Có rất là nhiều cái chiến lược, cái khi đầu tư tham gia trong dạng này mà chúng ta cần phải biết nắm bắt anh chị nhá. Anh chị có thể thấy là những cái mã cổ phiếu tăng tốt không, như ADG, DG đây anh chị thấy này, ngày 26 tháng 6 này, DG này quanh vùng giá 15-15.3 này, và gần đây nhất nha, gần đây nhất những cái ngày tháng 7 đây em vẫn cho gom thêm vòng mới đối với DG, DG. Ok, đây. Đấy thì anh chị có thể thấy là DG ha, hiện tại thì em đã cho chốt bớt một phần loanh quanh cái vùng giá 18.7-19 rồi nha. Và phần còn lại thì chúng ta sẽ cover lại khi mà nó rũ bỏ thêm về những cái vùng dưới này. Thì đối với mã cổ phiếu DG, nó rũ thêm về quanh cái vùng giá 18 này, từ vùng giá 18 trở xuống anh chị nha, từ vùng giá 18 trở xuống quanh vùng giá 17.3 là anh chị gom được cho em tiếp đối với mã cổ phiếu DG ha. Anh chị nào có hàng sẵn thì cover lại, còn anh chị nào chưa có hàng sẵn thì anh chị có thể tham gia mới, mở mua mới. Nhưng mà chúng ta, anh chị nào mà mở mua mới, chúng ta cần phải lưu ý cái tỷ trọng mà chúng ta cần phải vô từng bước từng với một. Kể cả cái việc mà anh chị cover lại hàng hay là anh chị mở mua mới thì đều cần phải vô, đó là rải dần theo chiều hướng chúng ta gom dần, chứ không được là gom một vùng giá anh chị nhá. Đấy, thì đối với mã cổ phiếu DG nó cũng đang đi tương tự mã cổ phiếu DG anh chị nhá. Hai con này trong dạng này nó đang đi khá giống nhau ha. Thì đối với mã cổ phiếu DG đi, thì cái vùng giá mà nó có thể nhún thêm nữa đó là quanh cái vùng giá 18 đến vùng giá 17.4-17, nó vẫn có thể nhún thêm về quanh đây, là vùng mà anh chị có thể mở mua thêm được đối với mã cổ phiếu DG và mở mua mới luôn. Và target tiếp theo mà mã cổ phiếu DG này sẽ tìm đến đó là vùng giá 24.8 đến vùng giá 26-27 anh chị nha. Đấy là những cái target tiếp theo của DG. Anh chị thấy là target rất xa đúng không? Chúng ta mua ở đây thì lợi nhuận chúng ta rất là ok rồi, mã cổ phiếu DG. Đấy thì trong ngắn hạn nó đang có những cái sự rung lắc điều chỉnh rồi. Thì anh chị mình có thể mở mua mới hoặc là cover lại hàng được đối với các mã cổ phiếu trong nhóm ngành bất động sản nói chung và hai mã cổ phiếu DG, DG nói riêng anh chị nha. Bất động sản còn rất nhiều mã để anh chị tham gia cover lại hàng nữa. Tuy nhiên chúng ta cũng nên tìm kiếm những cái mã cổ phiếu nó chưa tăng mạnh tăng nóng để mà tham gia vào, và nó đang có những cái nhịp điều chỉnh rũ bỏ như thế này anh chị nhá. Ok, thì trong cái video này em Huyền gửi đến cho quý anh chị mình về cái việc là chúng ta chiến lược chúng ta tham gia trong giai đoạn này này, và những cái khuyến nghị của em về cái chiến lược đầu tư, cũng như là cái việc mà chúng ta cần chuẩn bị trước tâm lý đúng không? Đấy thì chúng ta, nếu anh chị theo dõi em Huyền cũng như là vô những cái room trải nghiệm của em thì hay là ở trong room khách hàng của bọn, thì anh chị đều được em khuyến nghị là chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn tâm lý cho những cái nhịp rung lắc điều chỉnh rũ bỏ, và những cái nhịp rung lắc điều chỉnh rũ bỏ đó là cơ hội để mà chúng ta mở mua và cover lại hàng đối với các mã cổ phiếu nó có cái điểm mua đã đang có những cái sự rung lắc điều chỉnh đỏ như thế này. Ok, thì quý anh chị nào mình chưa có người đồng hành hỗ trợ để mà cơ cấu lại cái tài khoản danh mục này và tham gia vào những cái room tín hiệu VIP, cũng như là có cái tín hiệu chất lượng để mà tham gia, anh chị thấy không? DG, DG, Novaland em đều tham gia từ những cái vùng nền giá dưới này. Rồi mã cổ phiếu VCG nữa, hôm nay chốt một cái khoản lợi nhuận khá ổn đúng không? Đấy, nên là anh chị nào mình chưa có người hỗ trợ đồng hành, đang tìm kiếm những cái mã cổ phiếu để tham gia vào trong cái giai đoạn mới này. Con sóng của năm 2023 và thậm chí là 2024 nó mới là chân sóng thôi anh chị nha.
Đấy, nên chúng ta cần phải vô những cái nhịp như thế này, chứ đừng để nó đã tăng quá cao rồi, lúc đó hỏi mua thì em cũng không có những cái khuyến nghị mua đẹp cho anh chị được nữa anh chị ha. Ok, thì quý anh chị nào mình chưa có người hỗ trợ đồng hành, hãy liên hệ ngay với em Huyền theo số điện thoại trên màn hình để mà mở tài khoản tại công ty chứng khoán VBS hoặc chuyển ngay ID về em anh chị nhá. Còn những anh chị nào mình chưa đăng ký vô room Zalo hỗ trợ thì mình đăng ký vô ha. Room Zalo đang có những cái khuyến nghị này, sẽ có thêm những cái tín hiệu mua bán cho anh chị trong room này, em có thể chia sẻ cho anh chị trong room này nữa, anh chị có thể check lại ha. Ok, anh chị nào mình chưa đăng ký vô room thì mình đăng ký vô anh chị nhá. Cần tư vấn hỗ trợ thêm liên hệ với em theo số điện thoại trên màn hình, hoặc là tham gia vô room mở chat trong room, em sẽ hỗ trợ cho anh chị mình thêm ha. Thì rất mong là những cái chia sẻ của em Huyền sẽ đem lại những cái điều hữu ích cho anh chị trong cái quá trình đầu tư sắp tới đây. Và rất mong là anh chị mình sẽ ủng hộ em Huyền nhiều hơn nữa anh chị nhá. Đừng quên nhấn like giúp em và thả cho em những cái icon ở phần comment ha. Chúc quý anh chị mình một buổi tối vui vẻ và an lành. Hẹn gặp lại quý anh chị vào buổi live stream ngày mai 8:15. Hãy chuẩn bị những cái câu hỏi, những cái mã cổ phiếu mà anh chị mình đang quan tâm. Em Huyền sẽ hỗ trợ cho anh chị hết những cái thắc mắc của anh chị trong buổi live stream ngày mai anh chị ha. Cảm ơn quý anh chị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.